lề đường, thì mẹ đó đã ăn thua dưới nắm mồ nên một mình phải sống lang thang, sống một mình phải đến. Ngày 3 tháng 12 năm 1966, lữ đoàn Rồng Xanh của quân đội Hàn Quốc đã nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của 430 người dân ở xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Nhưng Bình Hòa chỉ là một trong hàng trăm vụ thảm sát mà quân đội của cựu tổng thống Hàn Quốc Park Chung Hee gây ra với gần 10.000 thường dân khi tham chiến ở Việt Nam. Đã hơn 10 năm nay, người phụ nữ Hàn Quốc này đã luôn có mặt tại đây trong ngày tưởng niệm và nhiều nơi khác trong thời điểm khác trên khắp dải đất miền Trung Việt Nam. Chỉ là Gu Su-yong, một du học sinh Hàn Quốc tại Việt Nam, giờ đã là tiến sĩ sử học và là cầu nối cho các tổ chức Hàn Quốc đến với Việt Nam. Tôi đã đến Việt Nam học và ở đây từ năm 1999. Khi đó tôi tình cờ đọc được một tài liệu của Tổng cục Chính trị Việt Nam về việc quân đội Nam Triều Tiên đã thực hiện hàng chục vụ thảm sát vào hàng ngàn thường dân Việt Nam trong chiến tranh. Tôi thực sự bị sốc khi biết sự thật này. Sau nhiều chuyến đi tìm hiểu sự thật ở khắp miền Trung, miền Nam, tôi quyết định viết 4 phóng sự và gửi cho tòa soạn của báo Hankyore ở Hàn Quốc. Khi loạt bài này được đăng thì người dân nước tôi bàng hoàng đau xót. Kể từ đó tôi đã quyết định mình phải theo đuổi đến tận cùng để người dân Hàn Quốc phải xin lỗi nhân dân Việt Nam, tạ lỗi trước những oan hồn trong chiến tranh. Từng vùng đất chết đã qua, Gu Su-yong đã luôn nói rằng chỉ luôn chờ đợi một thái độ hàn học, căm thù để mình có thể cúi đầu xin lỗi. Nhưng chị đã vô cùng kinh ngạc trước sự bao dung nhân hậu của người Việt Nam. Tất cả những điều chứng kiến đã như vết thương chảy máu trong tim của chị. Ngay sau khi những bài báo của tôi đăng báo Hàn Quốc, thì nhiều cựu chiến binh đã kéo đến chửi bới, đập phá tòa soạn. Sau đó, họ còn kéo đến nhà tôi, vẽ khẩu ngữ hăm dọa và nguyền rủa gia đình tôi. Mẹ tôi khi ấy rất lo sợ, nhưng sau đó chúng tôi biết rằng đó chỉ là phản ứng của nhóm nhỏ, vì phản hồi của người dân, của độc giả cả nước gửi đến tòa soạn báo là rất lớn. Tiếp đó, báo Hankyore đã phát động luôn phong trào thành thật xin lỗi Việt Nam để vận động quyên góp ủng hộ thân nhân những gia đình bị quân đội Nam Triều Tiên thảm sát. Cũng từ đó, mẹ tôi đã yên tâm và động viên tôi tiếp tục con đường tôi đã chọn. Ngày 28 tháng 11 năm 2016, trước trụ sở của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ở thủ đô Seoul, Đảng Lao động, một chính đảng đầu tiên tại Hàn Quốc, đã tổ chức họp báo nhân dịp lễ tưởng niệm 50 năm vụ thảm sát Bình Hòa của tỉnh Quảng Ngãi, với chủ đề quân đội Hàn Quốc phải thừa nhận và xin lỗi về những vụ thảm sát thường dân ở Việt Nam. Bất cứ ai cũng có thể trở thành một kẻ vừa gây hại, vừa là người bị hại. Đại Hàn Dân Quốc đã từng là nạn nhân trong những vụ thảm sát của Pháp xích Nhật và Đế quốc Mỹ, đồng thời từng là người gây ra tội ác ở Việt Nam. Theo tôi, nền hòa bình xuất phát từ việc công nhận sự thật và ghi nhớ lịch sử. Chúng tôi phải cắt đứt xiềng xích lịch sử của việc chuốc lấy ô danh là kẻ gây ra thảm sát vì lợi ích quốc gia hay theo lập luận cường quốc. Từ đó đến nay, không hề có một lời xin lỗi hay bất kỳ nỗ lực nào để làm rõ sự thật một cách thỏa đáng từ phía chính phủ Hàn Quốc. Cách thức xin lỗi cũng phải mang tính cấp quốc gia và tính chính thức, không dừng lại ở đó. Cùng với việc bồi thường thiệt hại đúng mức, cần phải chỉnh đốn hệ thống pháp luật của Hàn Quốc nhằm tránh sự tái diễn những sai lầm tương tự. Vì lần đầu tiên Đảng Lao động công khai lập trường chính trị về vụ việc này, nên chúng tôi cảm thấy vừa có trách nhiệm vừa có gánh nặng. Trong tương lai, Đảng Lao động sẽ cố gắng công luận hóa vấn đề này trong toàn xã hội, nhằm thúc giục chính phủ Hàn Quốc xác minh sự thật, gửi lời xin lỗi có trách nhiệm và đưa ra những biện pháp giải quyết một cách thỏa đáng cho vấn đề này. Từ sự kiên trì và dũng cảm của Gu Su-yong, một phong trào mang tên Thành thật xin lỗi Việt Nam do báo Hankyore phát động cách đây hơn 10 năm đã và đang được đông đảo nhân dân Hàn Quốc đồng tình ủng hộ. Họ đã liên kết để gây quỹ
để làm những việc có ý nghĩa cho người dân Việt Nam ở vùng từng bị quân đội Hàn Quốc thảm sát. Người đàn ông mù lòa này đang sử dụng những giác quan còn lại của mình để hình dung về bức tượng. 50 năm trôi qua kể từ vụ thảm sát kinh hoàng mà lính Hàn Quốc gây ra ở vùng quê Bình Hòa này. Người mẹ của ông đã đau đớn ra đi sau loạt đạn tàn bạo của kẻ thù, khi trên tay vẫn còn ôm đứa con bé bỏng chỉ vừa 6 tháng tuổi. Đứa trẻ đó chính là ông, Đoàn Nghĩa. Ông đã sống sót trên tay của người mẹ bất hạnh, nhưng khối thuốc cũng đã nhẫn tâm cướp đi đôi mắt của ông từ giây phút đó. Bức tượng mang tên Pieta Việt Nam, đó là trăn trở và niềm thương cảm của vợ chồng nhà điêu khắc nổi tiếng ở Hàn Quốc, Kim Se-yong và Kim Won-song. Trong một chuyến du lịch đến Việt Nam cách đây không lâu, chúng tôi đã trực tiếp gặp các thân nhân gia đình của những nạn nhân bị quân đội Hàn Quốc thảm sát trong chiến tranh. Và càng bị sốc hơn khi chứng kiến hàng chục bia căm thù ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Ở đó có tên những người phụ nữ, những đứa trẻ sơ sinh chưa được đặt tên. Ngay từ đó, chúng tôi đã thống nhất sẽ chọn hình ảnh người mẹ ôm con cho ý tưởng của mình để gửi lời xin lỗi và chia sẻ đến người dân Việt Nam. Dưới đế bức tượng Pieta Việt Nam, chúng tôi dùng hoa sen, loài quốc hoa của Việt Nam để an ủi những oan hồn trong chiến tranh. Tất nhiên, một tác phẩm nghệ thuật là không bao giờ đủ để truyền tải hết nỗi đau mà người dân Việt Nam đã gánh chịu và càng không thể bày tỏ hết nỗi dằn vặt của người dân Hàn Quốc. Tôi nghĩ đó chỉ là khởi đầu. Chắc chắn chúng tôi sẽ còn quay lại Việt Nam nhiều lần và sẽ có nhiều hơn nữa những điều cần nói. Thông qua tượng Pieta, chúng tôi muốn nói rằng chiến tranh không từ một ai, dù đó là Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc hay Nhật Bản. Chúng tôi xin lỗi Việt Nam và mong muốn mãi hòa bình cho tất cả. Ông Đoàn Nghĩa chỉ có thể cảm nhận được sự bình yên của cuộc sống hôm nay bằng những giác quan khác ngoài đôi mắt. Ngoài đó là một màu của sự bình yên. Bình yên cũng là hai cái tên mà ông đã đặt cho hai đứa con của mình. Bình yên cũng là sự mặc khải trong tâm hồn của những người Hàn Quốc có lương tri cho sự bình yên của hai dân tộc, hai đất nước.